Xin chào anh em, trước mặt mình đây là 3 sản phẩm được anh em đang rất quan tâm trong thời gian gần đây. Từ trái qua phải là Leaf Joy 3 và Nokia 5310 màu trắng đỏ. Đây là Nokia Leaf màu trắng phiên bản RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB đang rất hot tại điện thoại siêu rẻ.com trong mấy tháng vừa qua. Tiếp theo là Joy 3 RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB màu tím cực kỳ chất và tất nhiên là cũng đang được rất nhiều chị em săn đón. Và cuối cùng là huyền thoại Nokia 5310 mới được HMD Global hồi sinh cách đây ít tuần màu trắng đỏ cực kỳ nổi bật. Và giá bán lần lượt của 3 sản phẩm này tại điện thoại siêu rẻ.com là Leaf 3.310.000, Joy 3 2.550.000 và Nokia 5310 là 890.000 đồng. Leaf phiên bản 4GB RAM đang rất hiếm hàng và đặc biệt là màu trắng ngọc trinh ở đây ạ. Mình thì sẽ bỏ qua phần đánh giá chi tiết bởi mình đã làm rất nhiều video về em Leaf này rồi. Màu trắng viền bạc thì thực sự rất là đẹp và nếu chảy xước thì cũng sẽ khó nhìn thấy hơn là màu đen hay là màu xanh. Mình thì đang dùng một chiếc Leaf màu đen và đang rất hài lòng với những giá trị mà nó mang lại cho mình. Tiếp theo thì là một chiếc Joy 3 phiên bản màu tím 3GB RAM độc quyền tại điện thoại siêu rẻ.com. Thì điện thoại siêu rẻ.com cũng là một thành viên của thế giới di động nha anh em. Màu tím này rất đẹp, màu sắc của mặt lưng thì thay đổi theo góc nhìn, cấu hình phần cứng tốt và giá thì lại quá rẻ. Joy 3 cũng đã quá hot rồi nên là mình sẽ không đánh giá lại em nó nữa nha anh em. Các bạn có thể xem lại các video mở hộp và test camera hay speed test tại channel của mình nha. Và cuối cùng là một huyền thoại mới được HMD Global hồi sinh, đó chính là Nokia 5310 Express Music. Phiên bản màu trắng đỏ mình đang có ở đây thì cũng đẹp không thua gì màu đen đỏ mình đã từng unbox cách đây vài ngày. Máy nghe gọi mà lại có loa kép chuyên dùng để nghe nhạc thế này thì chỉ có thể là Nokia 5310 Express Music mà thôi. Chung quy lại thì đây là 3 sản phẩm rất hot mà mình muốn giới thiệu đến anh em trong video ngày hôm nay. Leaf và Joy 3 sẽ được bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng và 1 đổi 1 trong 101 ngày đầu tiên nếu có lỗi của nhà sản xuất. Còn Nokia 5310 thì cũng được bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của Nokia trên toàn quốc. Và đặc biệt là cả 3 thiết bị trên thì đều được sản xuất tại Việt Nam. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay điện thoại siêu rẻ.com để tậu một trong 3 sản phẩm đang rất hot trên thị trường này. Đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.